Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cả gia đình hồi nãy giờ thấy là mình cả gia đình ngồi máy bay á. Thực ra là mình đưa mẹ vô lại trong Melbourne rồi chơi vài ngày thì rồi ở đó mẹ đi về lại Việt Nam một mình. Đó thì hiện nay gia đình đang tới sân bay Melbourne rồi. Thì bây giờ chuẩn bị đi ra lấy taxi về nhà của người bạn sẽ ở đó vài ngày. Chào cả nhà nha. Bây giờ cả gia đình lên trên taxi nè, từ sân bay đi về lại nhà của người bạn. Đấy, nhà người bạn mình về Việt Nam rồi tụi mình vô nhà người bạn đó ở. Nếu Toàn với lại Bích mà có coi video này, xin gia đình mình cho gia đình mình cảm ơn nhiều nha. Giờ đi lên lên từ máy bay từ trên sân bay về nhà nè. Đấy. Đó, mẹ đồng chí mẹ làm sao nè. Rồi. Giờ cả nhà ra ngồi đợi xe bus đi lên một cái chợ người Việt gần đây để ăn ăn sáng. Toàn có để xe lại nhưng mà ngại quá không ha. Không rành đường á, cũng cũng làm biếng đi. Với lại thứ hai nữa cô không có đem cái ghế cho Andre. Thôi cái mấy ngày mấy mẹ con đi xe bus chứ đi xe xe lửa. Rồi, theo như gợi ý của người bạn mình ở đây, mình ghé chỗ nhà hàng Song Hương ở sang Albans. Thì vô trong đó tôi coi thì có gì nha. Hồi nãy đợi xe bus mà đợi xe bus không được, tại vì ngày hôm nay là ngày public holiday á, thì đó không có xe bus tới trễ quá, tụi mình đi Uber tới đây luôn, cũng gần sát bên nhà. Ha. Một bún riêu, một bún bò Huế. Còn em bún bò Huế luôn, hai bún bò Huế đi cho nó gọn, chỉ cho em thêm một ổ bánh mì không cho em bé này nó ăn luôn. Dạ một bún riêu nha, một bún hai bún bò Huế. Dạ vô đây nói chuyện tiếng Việt đã luôn hả. Trong này buổi sáng thì chỉ kêu được món này thôi nha cả nhà, mấy món bún 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 rồi chứ mấy món tùm lum trong này phải đợi trưa trưa mới có người làm, quá trời quá đất kìm có món lớn món nhỏ gì. Nói chung qua tới đây rồi như Việt Nam không khác gì Việt Nam, ngồi ăn trước uống cà phê nói chuyện hút thuốc rồi đó. Có việc không? Rau bún bò Huế đã không? Giá yeah, với lại có cực cộng rau thơm. Chanh. Cứ để đó là anh lấy qua cho. Đó. Rồi, cảm ơn em. Được. Đây, nó bún bò Huế ra nha cả nhà. Là bánh mì. Nãy giờ có bánh mì không đem về cho nó đi. Cũng thấy đem ra. Đó. Đây là gì cũng bắt đầu phái này đâu.
mua cái bánh mì đó. Đấy, đồ kia. Thôi, khỏi. Ăn đi. Mình hấp dẫn ha, mời cả nhà ăn bún bò nha. Bún bò. Bún bò sông Hương ở San Albans. Chanh vô. Cho một ổ bánh mì không đó nha em. À, cho anh bé. Đây. Mẹ uống rượu. Má mới ăn để coi thử hương vị nó có giống Việt Nam không. Dạ cảm ơn nha. Kêu ổ bánh mì để cho anh Ray. Ray ơi, qua ăn bánh mì được con. Wow. Ớt chanh vô không? Ăn xong đi rồi đi. Ghi là ăn không hết nổi tô này à. Chà má luôn. Chà má luôn. Không ai biết đó con là nó nhẹ. Được không? Dễ không? Nếm nếm thêm. Có thấy có ở đâu đó đó. Hộp nước mắm rồi đó. Rồi thôi mình ăn nha. Đó, cảm ơn em nha. Đó, có một rút đó. Có giò, có huyết, có chả. Chả này, chả này. Bò, chả, giò. Đủ hết á. Ăn ngon. Rồi. Bao nhiêu? 46. Rồi cả nhà vừa ăn xong rồi. Hết 46 đô la cho hai tô bún bò, một tô bún riêu với ổ bánh mì. Con không biết mắc rẻ chắc cũng ok, vậy là ok rồi. Giờ cả nhà đi vòng dạo dạo khu này coi có gì đồ ăn Việt Nam gì mua, chắc mua về nhà ăn. Vậy thôi, đó. Thấy mọi người ở đây sáng ra ngồi uống cà phê nhìn y như khung cảnh Việt Nam. Ha. Nhớ nhà, nhiều khi ra đây ngồi cũng đỡ lắm, bởi vì toàn là người Việt không à. Ở chỗ cái lô xếp tình của mình á là không có được không khí này. Đó, mấy anh chị này ở đây ngồi sáng uống cà phê giống như là ở Việt Nam vậy. Rồi đi dạo dạo đây coi thử ha, không biết có gì không nữa. Lần đầu tiên tới chỗ khu này. À, đi coi thử có gì hay không. Lò bánh mì, muốn ăn bánh mì vô đây. Dạ, yeah. trẻ mới học tiếng Anh, già dạ, không học hả? Già dạ, không học được. Bên kia khu thực phẩm bán đồ khô á.
Trường Tôm Butcher, chắc là bán thịt trong đó đó. Hưng Phát Groceries là thực phẩm Á Châu nữa. Một khu cũng nhỏ gọn. Mọi người thấy toàn tên người Việt không là biết rồi đó. À, đằng kia có phở Thìn nữa kìa, thấy không? Đó, phở Thìn nữa. Bây giờ đi dạo dạo đây chơi xíu. Đây là một trong những khu người Việt ở Melbourne. Cái khu này thì nhỏ. Sabins. Không biết đội kia đi mua gì. Chuyển tiền về Việt Nam nha, kiều hối kiều hối. Dịch vụ chuyển tiền. That's another one. Western Union dịch vụ chuyển tiền. Gần Tết được chắc. Bận bận rượu lắm, bận biểu lắm. Úc Hiền. Trái cây đủ thứ loại. Quá trời quá đất. Dưa hấu. Gì cũng có. Bên này đó, đó. 2 ký 50 là 1 ký 25 hả? 1 ký 30 2 ký 50. Ghẹ ha, ghẹ mực 2 ký 50 nha. Ghẹ nhiêu ký? Đó. Wow, cá trong này. Cá nhìn đã luôn. Quay cả nhà coi cá nha. Các loại cá. Muốn cá gì cũng có. Wow. A bike. Cá gì cũng có, cá trèo. Cá đục. Cá hồi. Mấy được ký rồi. Thì mẹ thích ăn gì nó? Ừ, vậy thôi. Đây. Cái này nè. 1 ký ha. Nửa ký, ký. Một ký 1 gram, 1 xíu à. 1 ký được rồi, ăn nhiều món đi. Ăn nhiều món. 1 ký này nó nhỏ đó. Về luộc xong rồi giảm mắm gừng ăn. Rồi. Sa đẹp, sa mai. Trời ơi. Tôm. Sa này. Wow. Wow. Quá trời quá đất. À, tôm hùm nha cả nhà. 100 đồng ký. Quá trời luôn. Này này 120 ký, to hơn. Tiệm này là tiệm Đại Phát nha. Tiệm Đại Phát mua hôm nay có thịt heo, thịt bò nữa nè. Quá trời. Hạt nêm bên này bán 7 đô một bịch, 8 đô chứ. Về tới Tasmania nó bán 12 đô, thì loại 4 đồng đi điều vận chuyển nữa, đúng rồi. Gừng thì ăn như giấm mắm gừng, ở đây cục miếng gừng nữa. Quá trời bự. Bự quá không, miếng nào nhỏ nhỏ không? À, trời. Cái này. Hả? Ăn gì? Cái cua đế kia lấy không mình nói. Mua luôn lúc về bỏ luôn lạnh rồi ăn. Mấy ngày luôn tới lui rồi đi, không có được không xe đi á. Rồi. Trả thẻ được không em? Sẽ qua nhà. Lấy trí ốc bù lột nữa. Người đẹp. Con này là con ốc bù lột nha. Nói vậy đó không biết luôn. 17 đồng, 17 đô la 1 ký. Rồi, thấy tiện đây mua nó Đại Phát luôn nè. Dạ. Lấy 1 ký giùm anh đi.
Anh chị có lấy gì trên bên trong hay chưa? Anh lấy tính tiền xong hết rồi, giờ lấy thêm này thôi ạ. À. Thấy ra ngon quá. Này giờ... cái rau bạch tuộc chị Như 30 ha. Rồi mình để bán sao nè. Mình để chưa có giá. À cái 40 ạ. Còn lát giá là phải chừng phải mua 50 cái bạn ơi. Nó còn lớn còn nhỏ. À Phạm Ngư. Phạm Ngư xem. Bao nhiêu? Nghỉ phát rồi. Lớn nhỏ. Đây là đại ca nè. À 7 đồng. Đó, ở Bảo Ngư. Xếp hàng mua bánh mì. Bánh mì. Rồi tới nhà. Khoe bánh mì cả nhà nè. Nghe nói mì bự to ngon lắm mà. Bánh mì mua xếp hàng lấy số thứ tự. Wow. Mười bự gớm không? Hơn găng tay mình. Nhiêu ngổ? 8 đô rưỡi ngổ, 7 đô rưỡi ngổ. Cái này 8 đô rưỡi. Diện đó mà 8 đô rưỡi. Đủ thứ. Rồi mở ra coi. Cất cái ăn gì nổi nữa, vẫn quốc tô bún bò. Chả bả lửa rồi. Đây là heo quay. Rồi, đang quay lại nè. Mua ký bạch tuộc. Tôi hả? Mẹ nói tôi hả? Còn ở ngoài con thấy nó bán có 12 đồng mà nó đỏ lờ mà. Đi bài luôn. Ồ, làm gì nha? Cái này hấp. Nó thương cũng hấp luôn. Cá này kho lẹt. Kho lẹt dành mẹ ăn. Ăn cơm. Ở bên kia cái ốc gì nữa lấy ra coi. Ốc gì mà mua? Gì nãy con nói vậy con quên mất rồi. Mua được tám sắt. Mày đâu có thấy đây đâu. Đó cái gì? Giấy. Tưởng đâu có quên rồi chứ. Nói ốc gì cũng nhớ mà. Bên gì á? Ủa gì? Gì đây ta? Em xếp mấy này cất luôn em, dọn cho nó gọn luôn. Ốc này sống được không? Ủa, thì đông đá cho sao sống nổi. Nè, cá ốc. Cái ốc bự. Không cần ốc chắc cũng không cần rửa đâu. Một rửa ốc không cần rửa. Coi nhắm chỗ nào đó.